Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán có cái diện tích trên sổ đỏ từ 30m² trở lên và có cái giá chào bán chỉ từ 600 triệu đồng. Tất cả các dự án bên em đều đã có sổ đỏ chính chủ và đầy đủ giấy tờ pháp lý. Thì là em Ánh xin cảm ơn tới toàn thể tất cả mọi người đã luôn theo dõi kênh và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Thì hôm nay em xin gửi tới mọi người một cái vị trí dự án ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhà này có thể kinh doanh nho nhỏ, mặt đường 6m, hướng nhà là hướng Đông Bắc, diện tích là 33m² và được xây dựng là 5 tầng. Mọi người có thể quan sát trước ngõ trước nhà nhé. Đấy. Và đây xin mời mọi người đi vào phía phòng khách cùng em nhé. Hôm trước nhà này thì thực ra thì em đã quay một lượt rồi và hôm nay em hứa với mọi người khi mà hoàn thiện xong lắp đèn cũng như cầu thang là em có quay lại, thì hôm nay hiện tại em đang quay lại cho mọi người đây. Cửa nhà thì là cửa cuốn nhé mọi người. Và đây hiện tại em đang đứng phía trong phòng khách của ngôi nhà. Như mọi người quan sát thì hệ thống đèn điện cũng như trần thạch cao, đèn LED được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Đó. Hệ thống gạch ốp lát là kích thước 60-60 granite. Mọi người nhìn đi ạ. Hiện tại đây em đang đứng vào phía căn phòng bếp đây. Hôm trước là chưa lắp xong, hôm nay là lắp đặt xong đầy đủ rồi nha mọi người. Tủ bếp đây ạ. Mọi người có thể quan sát luôn. Tủ bếp được làm bằng gỗ lim 5 phi rất là chắc chắn và đầy đủ mọi công năng để một hộ gia đình sử dụng. Ở dưới căn phòng bếp là có vòi chậu cũng như là chậu được bằng thiết bị bằng súp 304, inox 304 nha mọi người. Đó, đều là hàng nhập khẩu. Và hôm trước thì em có quay cầu thang chưa lắp đặt xong đúng không ạ? Hôm nay đã xong hết rồi. Mời mọi người quan sát một chút nhé. Đây ạ. Đây chính là tay vịn cầu thang. Tay vịn cầu thang. Và đây là cổ bậc cũng như là mặt bậc được lát đá granite hàng loại 1 màu đen, đen trắng rất là đẹp. Sau đây xin giới thiệu với mọi người phòng tầng 2 của căn nhà là gồm một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Mọi người có thể quan sát nhà vệ sinh một chút nhé. Đây nhà vệ sinh đây ạ. Nhà vệ sinh là được lắp toàn bộ thiết bị cao cấp, sen cây, bồn cầu cũng như là lavabo và gương. Đó. Toàn bộ cái hệ thống ở đây là được lắp bằng ốp đá 30-60 rất là đẹp. Mời mọi người tiến vào phía phòng ngủ nhé. Phòng ngủ tầng 2 đây ạ. Phòng ngủ tầng 2 rất là rộng, có cửa hướng ra phía bên ngoài. Hướng nhà là hướng Đông Bắc nha mọi người. Đây ạ. Toàn bộ ở trên tầng 2, tầng 3 và tầng 4 đều được lắp trần thạch cao và hệ thống điện xong hết rồi, hoàn chỉnh hết rồi. Căn nhà này bây giờ mọi người chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Xin mời mọi người lên tầng 3 cùng em nhé. Vị trí của cái căn nhà này là ở tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn nhà này có thể kinh doanh nho nhỏ được. Và cái giá chào bán của bên em là 2 tỷ đồng nha mọi người. Diện tích là 33m² và xây là 5 tầng. Hiện tại em đang đi lên phía tầng 3 của căn nhà đây. Tầng 3 của căn nhà này cũng gồm một nhà vệ sinh và một phòng ngủ. Tương tự như tầng 2 cũng có cửa sổ hướng ra bên ngoài. Hệ thống đèn điện đều được lắp đặt đầy đủ. Và hiện tại trên tầng 3 này thì em không hề bật điện nhé. Không bật điện nhưng mà vẫn đủ ánh sáng cũng như là cái không khí vào trong cái căn nhà này rất là thoáng, rất là mát. Mọi người thấy không ạ? Rất là rộng. Với cái diện tích 33m² mà chỉ thiết kế mỗi tầng một phòng ngủ thì lại hoàn toàn rất là rộng, kê bàn, ghế, giường, tủ rất là hợp lý. Đây chính là nhà vệ sinh tầng 3. Cũng được thiết kế lắp đặt đầy đủ hệ thống sen vòi thiết bị.
đầy đủ hết mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Mời mọi người tiếp theo lên tầng 4 cùng em. Tầng 4 thì cũng được thiết kế như tầng 2 và tầng 3. Tương tự như vậy, cũng một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đó. Mọi người có thể quan sát phía xung quanh của cái căn nhà này rất là đông dân cư, cũng như là nhiều nhà cao tầng và có rất là nhiều cây xanh, rất là thoáng. Vị trí của căn nhà này thì lại rất là gần trường cấp 1, trường tiểu học, trường mầm non Yên Nghĩa, rất là gần chợ, tiện đi lại. Cách bến xe Yên Nghĩa của cái căn nhà này là 3,5 km. Mời mọi người nhìn qua nhà vệ sinh của tầng 4 nhé. Đó, rất là đầy đủ đúng không ạ? Tiếp theo xin mời mọi người lên phía tầng 5 của căn nhà. Tầng 5 là được thiết kế một phòng thờ và một sân phơi. Đây mọi người có thể quan sát, ở cái căn nhà này có bọn em thiết kế giếng trời để lấy ánh sáng vào toàn bộ khu vực cầu thang của căn nhà, rất là sáng. Mời mọi người hướng ra phía ban công của căn nhà nhé. Đây chính là phía ban công của căn nhà. Mọi người có thể quan sát dùm em, ở phía dưới này là được lát gạch 50-50, vân đá hoa rất là đẹp, rất là trang nhã đúng không ạ? Mọi người có thể hình dung nhìn xung quanh giúp em. Rất là nhiều cây xanh, nhiều nhà cao tầng. Và tính theo đường chim bay thì nhìn thấy rất là nhiều chung cư nữa ạ. Vị trí của căn nhà này, mặt đường là 6m, có thể kinh doanh nho nhỏ được. Em xin nhắc lại với mọi người nhé, diện tích căn nhà là 33m² và được xây dựng là 5 tầng. Giá chào bán là 2 tỷ và bên em có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Căn nhà này đều đã có đầy đủ sổ đỏ cũng như là giấy tờ pháp lý hợp lệ rồi. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì bấm vào like kênh cũng như là đăng ký kênh để có thể nhận thêm được nhiều thông tin về bất động sản hơn nữa. Em Ánh xin chân thành cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.